nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng bão lũ. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, đại diện tổ chức Humanity Master đã đến Thái Nguyên khảo sát thực tế và hỗ trợ người dân xử lý nước sạch trên địa bàn huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Sau khi khảo sát thực tế tại xã Nga Mi, huyện Phú Bình và xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, đây là những địa phương giáp với sông Cầu và có số hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan nhiều. Do ảnh hưởng từ bão lũ, đến nay nguồn nước này chưa đảm bảo vệ sinh để sử dụng. Từ hệ thống xử lý di động của tổ chức Humanity Master có công suất 500 lít trên giờ được xử lý trực tiếp, có ngay nguồn nước sạch và có thể sử dụng trực tiếp cho bà con nhân dân. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm góp phần khắc phục, cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt, giúp đảm bảo sức khỏe cho nhân dân ở vùng bị ảnh hưởng của bão lũ vừa qua. Được biết, Humanity Master là một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận của Singapore và là tổ chức nước ngoài đầu tiên đến hỗ trợ và dự kiến sẽ tặng cho tỉnh Thái Nguyên hai hệ thống xử lý nước di động này và 1.000 can nước gập trong thời gian sớm nhất.